mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng VN. Ông tưởng là ông già muốn làm gì làm đúng không? Tưởng có tiền là muốn trả nợ trai là trả đúng không? Tôi lại cứ tưởng ông là nam chính trong truyền thuyết, lúc nào cũng giàu có. Tưởng ở cái biệt thự xa hoa cỡ nào, ai về cũng chỉ là một cái phòng nhỏ xíu trong chung cư. Là còn ăn uống kiểu này hả? Thì... Ăn dưa hấu thì cần phải cắt ra như thế này. Ông cầm đỡ đi. Tôi nghĩ là bây giờ ông cần á. Có nhiêu đây thôi hả? Được vừa rồi bay tôi cũng để dành được một ít, tính trả cho ông rồi. Nhưng mà tự nhiên đó, chuyện hoang, thành ra phải ưu tiên trả cho tuần trước. Từ từ tôi ráng tôi trả đầy đủ cho ông. Tại sao? Tại sao lại trả cho tuần trước mà không phải là trả cho tôi? Thì tôi nghèo hơn ông. Cô còn lý do nào khác hay không? Tại tôi thấy nếu mà trả cho ông trễ thì tôi cũng đỡ áy náy hơn là trả trễ cho Tuân. Ừ. Thì đối với tôi, điều gì làm cô áy náy nhất? Tôi có làm gì đâu áy náy. Ăn đi. Hỏi tào lao vậy? Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.